Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Celtic Factory Early Access. Mình đang treo máy để kiếm thêm những cái reinforce play và nó được 100% rồi. Nãy giờ router là cũng có một đống luôn. Ta đang có 254 router. Và mình cũng đã chuẩn bị thêm công thức để mở ra được những cái món đồ mới trong cái mem hay là cái chỗ nghiên cứu á. Giờ để chạy qua bển. Và hôm nay sẽ là một ngày vô cùng trọng đại luôn. Tại vì ta sẽ mở những cái nghiên cứu mới. Mở lên Alien Organ. Đây là cái bộ đồ lòng nè. Mình đang có đủ luôn á. Và ta sẽ bấm vô chổng 5 phút từ từ. Ở đây 3 giây. 3 giây trước Ethereum. Bấm lên để mình còn xử lý được Ethereum nữa. Đó, Ethereum ingot. Và mở lên đi coi nằm đâu. Đâu, Ethereum đâu. Nhìn vô đây chưa thấy. Nghĩa là phải có một cái gì đó để xử lý Ethereum chứ. Vậy là chưa mở lên luôn hả? Ethereum. Và nó lên Quickwire. Can afford. Ủa, cần phải có sợi dây. Và bên đây Pocket. Pocket Dimension. Ủa, vậy là chưa có. Khoan khoan, từ từ. Chỗ này là cái gì nữa? Đây là những cái xịn xịn không à? Bên đây. Bên đây, 3 giây, đi lấy con sên màu tím liền. Có một bé sên tím. Giờ lấy ra coi, bấm lộn, bấm lộn. Bấm shift một cái. Nó mới chịu đi qua. Tại vì bấm lộn thôi. Và bấm vô một cái nghiên cứu. 3 giây. Bên... Quả dữ, blue power, shaft. Và new pack. New pack vô coi thử coi. À, mình có thể chế tạo được ở đây nè. Một bé sên tím là được tới 5 cái power sát luôn. Dữ chưa. Rồi và coi ở trong này coi Ethereum ingot. Có thể làm bằng tay được nè. Làm thành Ethereum ingot thôi. Ủa, và cái công thức đó nó làm mất bao lâu. Mở lên coi thử coi Ethereum. Làm ra thành dây đồng 50. Bên đây là nhiêu. Bên đây chỉ cần có 10 thôi. Quất liền. Đó dễ làm mà. 10 Ethereum mình đang có 101. Đọt lại một cái. Và kiểm tra đầu bên đây một cái. Cất bộ đồ lòng. Ấy khoan, bộ đồ lòng chưa xài chứ quên. Giờ mình sẽ làm ở bên đây là 10 cái. Dây đồng dư xăng. Dây đồng nhiều lắm. Đây là bấm bằng tay. Để coi cái phần Ethereum này xử lý bằng cái gì. Lại chưa thấy có bằng máy. 10 cái rồi kìa. Đây là mình có cái để xử lý nè. Nhưng mà mình nhìn vô đây thì chưa thấy Ethereum. Không thấy thấy không? Đây, lên đây coi. Ethereum ingot. Smelter. Graphen. Smelter. Đây là constructor ơi. Phải qua đây mới đúng. À, vậy là coi lộn bên. Nói không có. Coi lộn bên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Cắn xuống cái smelter và Ethereum. Mình có thể search được Ethereum luôn chưa? Ok luôn. Có được thêm Ethereum nữa. Và nó sẽ tìm thấy ở đâu đó. Đằng kia có cái quặng Ethereum cách đây 424 mét. Rồi đây là nutrient này, từ từ nha. Power lock xong xuôi hết rồi. Cord. Cord 100 cord. Tốn có 3 giây. Có những cái dễ làm mình làm trước. Còn cái nào mà lâu để sau. 100 đó thì dễ mà. 100 đó phải làm trong đây. Họ mới làm được 60 à. 60 lấy hết ra luôn. Chuyển đổi. Làm được 100. Vậy làm được 120. Giờ để mình bấm nhớ lên 100 cái đã. Sắp đủ rồi đó. Và 100 lẻ mấy luôn nè. Rồi dư ra 1 miếng. Ta đem cất thôi. Nãy nói là cần 100 thì có 100 là được. Qua đây xử lý. Bấm xuống Nutrient Cord. Và đây là mở ra một cái máy nữa. Lấy 3 giây. Rất đơn giản. Và hãy chọn chỗ mới. Giờ làm cái này 5 cái. Món này tên gì? Món này là Crystal Oxylator hả? Oxy Oxide. Giờ để coi thử công thức nó khó không đã. Và công thức này sẽ cần phải có Cod Crystal 36 cái nữa. 36 cái mình chưa có đủ. Cái này mình phải đi kiếm thêm Cod. Nhưng mà vấn đề là tìm được code không? Raw code, hay quá.
Đâu, để coi phải quặn không nha, hay là từng cục. Không thấy có phản hồi. Ố dè, như vậy là phải đi ra xa tìm nữa rồi. Ê, có phản hồi rồi kìa. Ủa, cách đây 1000 mét luôn. 1000 mét, không. Xa thiệt xa, 1200 mét luôn kìa. Vậy là phải chịu khó đi ra ngoài đó để lấy. Rồi để kiểm tra coi, tiếp tục coi sulfur. À, mình có sulfur luôn. Trong chuyến đi lần trước chúng ta đã có sulfur. Chúng ta qua đây lấy sulfur. Phải mấy cái. Lấy cái này 3 giây, quất liền, khỏi chờ đợi. Còn 5 giây, gì 5 phút tính sao? 3 giây, xong. Ok luôn. Nghiên cứu sulfur. Và được black powder. Đây là bột đen huyền thoại. Hay là làm thuốc nổ đó. Nói đơn giản là vậy thôi. À, ta sẽ cần phải có than với lưu huỳnh. Tắm vô. Rồi 3 giây, quất liền. Bởi vậy mình mới nói đây là một ngày vô cùng trọng đại mà. Ta mở những cái nâng cấp này rất là nhiều luôn ha. Cũng chỉ có 3 giây thôi. Và cái grab pen này chắc chắn sẽ làm được hết. Oh yeah, không đủ rồi. Phải kiếm thêm lưu huỳnh. Lưu huỳnh chưa đủ. Than thì còn tạm chấp nhận được. Và sệt sulfur. Bưng. Có mỏ quặn sulfur gì không? Không thấy phản hồi. Chắc phải đi ra xa nữa rồi đây. Phải kiếm thêm sulfur. Và cái phần khót này thì sao? Ồ, dễ ố dè có kìa. 1000 mấy mét luôn, xa quá. Công thức bên dưới này chưa nè. Công thức này cũng chưa luôn, tại vì hết sulfur rồi. Còn nutrient thì cũng chưa đủ. Mycelium hoàn thành. Flower petal hoàn thành. Ethereum ở đây xong nè. Cần phải có quick wire là 50 cái hả? Để lấy cái này đi. 2 phút lận nha. 2 phút. Mình tính làm cái này nữa nè, 5 phút. Ở vậy để làm 2 phút trước. Mình sẽ được thêm 6 ô chứa đồ. Đồng ý. Giờ chờ 2 phút cho xong. Chỉ còn mấy giây nữa thôi là sẽ mở được thêm. Chuẩn bị. Bưng. Rồi và Inflate Pocket Dimension đã xong. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ cần phải làm cái Medicinal Inhaler nè. Đây là cái công thức. Và nó sẽ tốn những món này. Cái này á, là ta chỉ cần cầm lên bóp một cái là sẽ hồi lại đầy máu. Thay vì phải ăn rất là nhiều thứ. Nó lâu lắm. Và nó sẽ cần phải có những cái món đồ cũng không khó tìm lắm. Quyết định nghiên cứu. Ở đây thì chưa đâu nha. Nghiên cứu cái này trước. 5 phút nữa. Rồi bây giờ để chạy qua đây coi tình hình sao coi. Black powder, spiriba. Chúng ta phải làm thêm cost silica gì này nọ quá chừng luôn nè, thấy không? Rồi và kiểm tra bên ngoài này. À khoan, kiểm tra bên này chứ. Bên đây, advanced steel production. Công thức này sẽ cần phải xử lý cái steel pipe. Hypertub. À mình phải lo làm cái này nữa chứ. Nhưng mà cần phải có steel beam. Steel beam. Steel beam chưa làm được thì khó à. Nó sẽ có cái thùng xịn hơn nữa nè. Cái nhà kho chứa xịn hơn. Ở bên đây gần xong. Và mình đang dọn dẹp. Thì nãy giờ 5 phút nó chạy ra cũng rất là nhanh luôn á. Đó, hoàn thành rồi kìa. Xong xuôi, medicine inhaler. Bây giờ không có cần phải ăn đồ nhỏ nhỏ nữa. Quất đồ lớn luôn. Chúng ta sẽ cần phải làm công thức. Mở lên, lấy đồ chơi ra. Và còn bên đây 100. Và kiểm tra có đủ chưa. Medicine inhaler only affordable. Chưa thấy. Thì để gõ vô. Inhaler. Ủa nó không làm bên đây hả? Có phải làm bên này không? Chính xác. Đây là nutrient inhaler. Nutritional inhaler. Và đây là medicine inhaler. Alien organ. Đồ này xài dễ hơn. Làm từ mấy cái ruột nè. Còn bên đây ấy, hả, mở rồi. Làm công thức này nhiều khi đi tìm mệt lắm. Cái này nó không khó. Ở đây thì nó được cũng một thôi. Nhưng mà cái ruột này nhiều. Và coi bên này nữa. Parachute, có dù. Có beacon. Giờ là mình làm được mười mấy cái luôn á. Để mình làm mười mấy cái luôn. Ấm vô một cái. Cái này là có xài như có xài lần rồi. Chỉ cần đưa lên hít một cái là tự động nó hồi lại máu hết à. Hồi ghê gớm lắm, hồi rất là nhiều luôn á.
để kiểm tra coi nó có nói hồi bao nhiêu không. Restore full luôn, bởi vậy hồi nhiều lắm. Đi khám phá là phải có cái món này, để lỡ như gặp những cái con mạnh mạnh á, bóp một cái hồi lại máu chơi tiếp. Chứ ăn đồ ăn á, sao mà kịp với tụi nó được. Nó bắn ầm ầm luôn mà, mất máu rất là dữ dội luôn á. Mình đã dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ và cho vô những cái kho ở bên đây để chứa tạm thôi. Chỗ này là làm tạm thôi. Và chỗ này thì mình đã sơn màu lại để biết cái khu vực làm việc nó nằm ở đâu. Và vẫn bị thiếu là sao ta? Nãy giờ sửa mấy lần luôn rồi đó, nó vẫn bị thiếu một miếng. Lấy súng sơn ra bắn chóc 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 và chóc. Khu vực còn lại không có rộng lắm. 1, 2, 3, 4. Cỡ 4 ô à. Ở đây nó vướng cái phần này rồi. Suy nghĩ. Có nên để ở đây không? Hay là đem qua bên kia? Mình sẽ cần cái khu 6x6. Áo này ra luôn. À, một đống sắt. 6x6. Em này cũng tháo ra. Ê khoan nha, tháo này là 7 á. Chỗ đó chứa tạm thôi. Nếu mà như vậy thì đi ngược về phía bên đây đi. 2, 3, 4, 5 và 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Rồi vậy lấy khu này đi. Tại vì cái này nó sẽ không có xài nhiều lắm, cho nên để bên đây được. Còn đây là gì? Thì ta sẽ cần phải bắt đầu bằng việc gắn những cái phần. Nó sẽ là smelter. Mình sẽ gắn 4 cái smelter xuống. Nhưng mà muốn gắn 4 cái smelter thì để mình gắn trước 4 cái constructor nằm ở giữa. Ta coi ở giữa sàn luôn nha. Và constructor trước. Constructor nó bự lắm, nó nằm ở giữa sàn và gắn cái smelter xuống coi. Smelter. Rồi và chạy qua bển coi. Vậy là phải đẩy lên miếng. Nhìn vậy là biết rồi nè. Đẩy lên miếng. Chó nằm ở phía bên trong, không có được lòi ra ngoài. Thì trong những tập trước là mình có nói là những cái khu vực của mình nó chưa được tối ưu. Ngày hôm nay ta sẽ làm cho nó tối ưu luôn. Mà tối ưu là làm sao? Tối ưu là nó sẽ có con số bao nhiêu, được bấy nhiêu, gọi là tối ưu á. Tối ưu đã không? Tối ưu đã lắm chứ. Sản xuất một cái lượng rất là lớn. Rồi chạy qua đây. Đâu rồi? Control cái coi. Nó thẳng cái gì vậy? Nó thẳng với cái thùng bên đó hả? Vậy nha. Thẳng cái thùng bên đó là nhiều khi không đúng á. Để đây. Nè khoan. Xác vô. Mình muốn nó thẳng hàng với nhau thôi. Đâu để kiểm tra cái coi. Đúng rồi. Đó. Và nó nằm trong khu vực là 6x6. Để mình tính luôn cái bờ bao bên ngoài. Còn không là nó là cái khu 4x4 ở trong thôi. Là một số chẵn. Giờ ta sẽ coi em bên đây. Để có cái đầu vô. Đúng chưa vậy? Nằm giữa hết á. Đó đầu vô. Ok luôn. Rồi đầu này ta sẽ có một cái merger để gộp đồ lại. Chúng ta cần phải chỉnh lại trong này trước chứ. Mở lên. Trong đây sẽ làm iron play. Iron play không thôi luôn. Tắm lại. Và iron play. Iron play 20 mỗi phút. 20 mỗi phút mà có 4 cái. Vậy là xài. Này qua số 5 đi. Cái này ở số 3 và số 4. Để mình chỉnh lại cho đúng. Cấp độ 1. Mở lên. Iron ingot. Iron ingot. Nghĩa là sắt sẽ được chuyển qua đây để xử lý. Và có thể nhìn thấy là 30 đầu vô, 20 đầu ra. Tiếp tục. Tới đây. Qua đầu bên đây. Mình sẽ cần phải có cái merger để gộp lại. Merger. Ta sẽ đưa về một hướng. Cái merger nằm ở đây. Nó nằm sát quá vậy.
cho nó lùi ra chút xíu đi. Lùi ra còn để đường đi ra nữa. Còn nhìn thấy mất trơ. Thẳng vô nha. Phải thẳng vô. Để vô. Và để vô. Nó sẽ có đầu ra bên này. Là ok luôn á. Ồ khoan 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 khoan. Cái mất trơ này, cái đầu ra mình có thể đổi lại. Chúng ta đổi cái mất trơ lại. Đầu ra nó sẽ nằm bên đây. Rồi và đẹp luôn nha. Thì 30, ê 20 chứ quên. 20 x 4 là 80. Mà 80 thì đường dây cấp độ 1 sẽ không có đi được. Ủa, sao kỳ vậy? Ủa sao nó vẫn xét rạc vậy ta? Không thấy luôn á. Không thấy luôn á. Hay là cho nó lùi ra một cái đi để thấy đồ chạy ra cho nó vui vui. Chứ để như vậy á, mặc dù là chạy cũng tốt, không có vấn đề gì hết trơn á đó. Chỗ đó chắc chắn là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình muốn đổi lại một cái. Rồi để mình gắn cái container ở đây một cái. Storage container. Container. Container nằm ở đầu này. Cũng thể nằm đầu bên đây cũng được nữa nè. Nếu nằm đầu bên đây thì nằm đầu bên đây đi, cho nó rộng rãi, để sau này có cần chuyển đồ đi đâu đó thì có thể làm được luôn. Vậy nha. Vậy là tất cả sẽ gom về đây, chạy ngược lên đây. Rồi bắt đầu lại. Ta sẽ cần phải có cái merger lần nữa. Vậy merger. Merger nó sẽ quay đầu qua bên đây. Đó, nó có khoảng cách chút xíu rồi đó. Nó phải có khoảng cách chút xíu để nhìn thấy này nọ, chứ không nhìn gì được hết trơn hết á. Và chạy lên đây. Rồi mà mình sẽ gom về hết bên đây để chạy vô trong này. Để nó chạy vòng lên trên đây. Từ đây chạy ra cũng được, nhưng mà mình không thích lắm. Rồi đây là cấp độ 1. Thì đầu này qua đầu này cấp độ 1 thôi. Cấp độ 1 là được 60. Nhưng mà từ đây qua đây là phải có sự thay đổi. Giờ tiếp tục là cấp độ 2. Nhưng mà cây này không có để đây được rồi. Cây này phải lùi về miếng nữa cho nó đẹp. Cấp độ 2. Sát quá thì cũng không được. Đây đi. Đây ok chưa? Kiểm tra coi. Ok. Và bóc. Bóc. Thẳng vậy. Phải thẳng một đường nha. Thẳng đường tôi mới thích. Tháo cây này ra. Và chỗ này để sản xuất là được 80 iron clay mỗi phút. Nghĩa là 4 nhà 80. Và đầu vào, chúng ta sẽ coi đầu vào. Chạy qua đây, nó sẽ cần phải có 120 iron ore mỗi phút. Tại vì một nhà là 30, 4 nhà là 120. Mà 120 thì cái nguồn lấy từ trên kia là cái quặng sắt pure hay là tinh khiết thì có thể xài được luôn. Nhưng mà cái đường dây này mới chỉ có là cấp độ 1 mà thôi. Bây giờ tới lúc đi chỉnh đường dây. Đường dây này phải lên cấp độ 2. Nó mới chạy đúng 120. Trên đó là cái quặng nó pure mà. Pure là nó tinh khiết mà. Nó phải có sự khác biệt chứ. Đồ xịn nó phải khác. Còn đồ bình thường nó phải khác. Ở đây coi nha. 120. Chính xác. Và kéo vô. Lên trên đó. Bên... bắt đầu đào đi. Rồi từ đây đi xuống bên kia. Chạy rồi đó. Đúng 120 luôn á. Giờ mình sẽ cho thẳng vô trong này để mình chứa đỡ. Và ở đây đi lấy thêm coupon coi. Coupon đâu? Coupon nó đây. Mình sẽ mua mấy cái đèn điện, cái street light. Đồng ý mua. Cần phải có cord dây đồng. Cord hả? Cord nè. Và dây đồng. Khoan, dây đồng có. Nhưng mà đang cầm một số thứ không cần thiết nhiều quá. Bỏ ở đây một cái. Mở lên.
Mấy này không cần thiết. Chứa nhiều quá không làm gì hết trơn hết á. Bỏ vô thôi. Tại nãy mình dọn đồ á, cho nên nó ra. Rồi bây giờ coi thử coi. Nãy tôi mới mua street light đâu. Đèn đường đâu. Chắc trong phần power. Ok dạ. Mua rồi mà. À chưa bấm. Chưa bấm mua. Mới bỏ vô trong cái xe thôi. Bấm mua mới được. À, đổi này lại một cái. Để lên. Đâu rồi. Street light. Special. New. Đây 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 đây. Street light. Có đèn nè. Và để cái đèn lên. Chưa thấy cái đèn này nó hướng về hướng nào. Nó hướng về hướng này. Hay hướng này. Để vô. Đó. Đây là cây đèn đường. Và cây đèn đường này yêu cầu phải có điện phải không? Kiểm tra coi. Light intensity 9 mode. Ốc. Phải tốn điện thêm cho cái phần này nữa. Hơi bị căng đây. Và bây giờ lấy cái cột điện xuống một cái. Chỗ mấy cái đường điện hay xài. Để cột xuống. Nói điện vô. Bước vô một cái. Ôi sáng trưng luôn nè. Trời đang bắt đầu tối. Và đã có điện. Sáng lên rồi. Nhưng mà nó chỉ sáng cái khu này thôi. Và từ đây có thể nói điện được đi tiếp không? Ồ, cái này là xài để nói điện được luôn nè. Ôi ngon lành. Ngon lành ngon lành. Vậy tạm thời thì mình sẽ xài cái phần đường điện này để mình kéo điện được luôn. Ta xài này đi. Để chỉnh dày cho nó nhanh. Bây giờ đèn đường. Đèn đường nó hết cái phần hot rồi, thạch anh rồi. Ôi mắc tiền nha. Mắc tiền lắm đó. Thạch anh đâu? Chúng ta phải có thạch anh đem nghiền ra. Hot crystal. Đang có cái quặng thạch anh bình thường thôi. Giờ để mình nghiền ra một mớ. Đã có thạch anh rồi và gắn vô. Gắn vô đây một cái. Từ đây nối điện qua đây. Và nó chỉ có một đường dây duy nhất. Ha 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 ha. Nghĩa là nó chỉ nói với nhau mà thôi. Nó không có nói được với những chỗ khác. Rồi bây giờ có thật sự cần thiết là phải có thêm những cây đèn đường không? Có thể để trang trí được. Tại vì mình cũng chưa thấy nó thật sự cần thiết lắm. Bây giờ light intensity. Mình muốn biết là nó phải tốn bao nhiêu điện. Để mình kết nối em này vô bên đây một cái. Ta đang consume 60 mấy nè. Bỏ này ra. Bỏ cái dây bên kia ra luôn. 68.4 megawatt. Còn 66.4. Như vậy một cái cây điện, một cây đèn này chỉ có tốn 1 megawatt. 67.4 cũng được. Chứ không phải là tốn khủng khiếp. 1 megawatt thắp sáng con đường đi. Nhìn cho nó vui vui. Không sao hết. Và bây giờ sẽ cần phải có cây cột điện lại. Cây cột điện. Ở đây đang có một cây. Rồi bây giờ ở bên này. Bên đây chỉ còn kết nối được hai cái. Thôi bỏ đèn. Bỏ đèn đi. Đèn này cũng không cần thiết đâu. Để khi khác đi. Chúng ta sẽ kiếm chỗ để đèn. Còn bây giờ là tập trung xử lý cái chuyện trong đây. 3, 4. Và thêm cột vào đây luôn. Vô. 1, 2, 3, 4 và 5. Để mình có kéo điện đi đâu thì kéo. Vô. Ở đây là không có cần phải overclock hay là làm gì hết nha. Tại vì nó đã đúng cái con số rồi. Vô vô. Quá dữ. Rồi và mình sẽ đi kiểm tra tốn bao nhiêu điện cho khu vực này. Nãy là cỡ 65. 66. Tại vì ở đây chưa xài. Cho nên nó không có tốn nhiều. Chừng nào xài nó mới tốn. Và chỗ này là cái thiết kế mà tiêu chuẩn nhất. Để ta có thể sản xuất được 80 iron plate mỗi phút. Mỗi phút nha. Con số nó lớn lắm á, mỗi phút lận. Giờ tháo này ra, xong rồi. Xong việc rồi, tháo ra. Tháo bên đây ra.
một đống dây trên người luôn. Mình phải kiếm chỗ khác mình để. Giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái chỗ để xử lý những cái iron rod. Chúng ta sẽ để cái này vô. Và ở giữa... Ủa? Sai rồi. Thiếu chút xíu. Nó phải nằm bên đây mới được. Rồi đầu này đầu vô nha. Và cứ hai. Ê, lật rồi. Hai cái. Để vô đây. Ok. Và khoảng cách ra. Ủa? Ừ, thấy nó hơi kỳ chút xíu. Tới đây. Đồng ý. Và chỗ này sẽ là đầu vô. Mình sẽ có 120 những cái quặng sắt vô trong này nữa. 120 chia 4 là được 30. Chúng ta vô chỏng chỉnh. Sắt. Sắt. Bên đây cũng sẽ là sắt. Tiếp tục. Sắt luôn. Thì sắt có xong rồi. Mình sẽ phải chia nó ra để làm iron rod. Chia ra. Cần có constructor trước. À khoan. Làm cái phần splitter. Để chia nó ra trước. Splitter. Kéo xuống. Ở đây. Đầu vô bên đây. Đầu ra bên kia. Và để ở cỡ phân nửa đi. Nằm giữa rồi đó. Đẹp luôn. Chạy qua đây. Ốc. Tiếp tục. Chạy ra. Chỗ này xài cấp độ 1. Để vị trí được 30 mỗi phút. Lên đây luôn. Đây qua đây. Có làm cao cấp hơn á thì nó chạy cũng vậy vậy. Để nó có 30 thôi. Giờ lên đây. Đầu tiên là cái constructor. Ở thẳng trực tiếp chỗ này. Constructor. Đầu vô bên đây, đầu ra bên kia. Đâu rồi. Để xuống. Nếu mà mình có thể nhìn được xa hơn á thì có thể chuẩn hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ nhìn được từ đây thôi. Rồi, và chỗ này đảm bảo là nó không có cái vấn đề gì nữa. Chỉ có kéo vô thôi. Đó, quay lại đằng đầu rồi nè. Và chỗ này sẽ đặt sát ngoài đây. Cái đường màu đỏ bên ngoài á là cái đường bao xung quanh. Để mình biết cái giới hạn của khu vực mình xây dựng. Chỗ đó cũng thông báo là nguy hiểm, máy đang hoạt động, đừng bước vô chổng. Có chuyện gì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Giờ ta sẽ cần phải gom đồ lại và để một cái container ngay tại đây. Container đầu này đi. Và để lên trên đây luôn. Nằm ở giữa. Rớt cái kình xuống. Ok luôn. Đẹp rồi đó. Rồi ta sẽ có cái merger. Và ta có 120 đúng không? 120, 15, 30, 45, 60. Thì từ đây mới sẽ cần phải có cái cấp độ 2. Còn từ phía trước cứ cấp độ 1 tới thôi. Quay lại. Và để ở giữa nha. Và để ở giữa. Canh để ở giữa là được. Giờ chạy đi. Ê. Nó hụt rồi. Nó không được vô giữa. Miễn sao cái đầu ra nó hướng về một phía là ok nhất. Nó phải gom hai đường thẳng lại một cái. Đâu? Được rồi đó. Rồi đầu này. Bốn cái này. Chúng ta sẽ có cấp độ 2. Ủa quên. Vậy chỗ này cấp độ 1 thôi. Ở trong là cấp độ 1. Tại vì nó có 15 thì lấy cấp độ 2 để làm gì đâu. Cũng vậy. Để vô. Đầu này qua đây. Này qua đây. Này qua đây. Đây qua đây. Đây qua đây. 15, 30, 45, 60. Thì tới đây bắt buộc phải lên. 60 xong rồi 75. Đó, thì ta cứ cộng lên thôi. Nó sẽ ra. Và chỗ này cấp độ mấy vậy? Cấp độ 2. Ok luôn. Giờ phải xoay về bên dưới đó. Mình sẽ chuẩn bị em này ra. 120 nha.
120. Này chưa có được vuông góc lắm. Chỉnh cho nó vuông góc một cái cho nó đẹp. Về mặt hình thức thôi. Đó. Cho nó tròn. Để nó được vuông góc. Cắn vô một phát. Xong xuôi. Rồi bà có thể bỏ cái cột đi cũng được nè. Nhưng mà mình sẽ để lại cho đẹp. Bây giờ ta sẽ cần phải cấp điện. Và đầu vô á, thì ta có thể cho từ phía bên đây cũng được. Rồi và cấp điện thì cần phải có cột điện. Ở đây. Ở đây 2 cây. Và bên đây 1 cái. Với lại 1 cái ở ngoài cùng. Nói dây điện vô. Tiếp tục. Đâu này. Qua đây. Nói cái này vô đây, nói cái này qua bên kia. Mình còn một cái đầu ở dưới nữa. Tại chúng ta đang có một cái ở dưới nè. Cái dưới này. Cái dưới này sẽ cung cấp cho hai nhà luôn. Mình đã kéo điện gần xong. Tại vì chưa có kết nối mấy cái cột với nhau lại. Và kết nối đầu này vô đầu này một cái thôi. Là chạy rồi đó. Ok luôn. Chạy rồi. Và tại vì ở đây. Ở đây hình như là cấp điện rồi nè. Sáng đèn rồi nè. Đúng rồi, chính xác luôn. Cấp điện hết rồi đó. Giờ tạm thời ngắt sợi dây này ra. Đừng đi. Có gì chổng đâu chạy. Và khi nó để nó chạy vậy nó cũng không có tốn điện. Nhưng mà thôi. Cứ tắt hết đi. Chừng nào chạy rồi mở một lần luôn. Và lên đây một phát. Phải lên tuốt trên kia nhìn xuống nó mới đã kìa. Nhìn ở đây thấy máy móc sùm không à. Lên đây. Chạy lên chảnh luôn. Nè. Đó. Đã chưa. Nó phải như vậy đó. Phần chơi này là chơi xây nhà máy mà. Nhà máy là phải như vậy. Rất là đã luôn. Chúng ta sẽ có những cái nơi mà chuyên sử dụng để làm những cái món đồ gì đó. Ví dụ như trong trường hợp này ta có Iron Play và Iron Rod. Iron Play thì nhỏ hơn, Iron Rod thì nó bự hơn. Bây giờ làm xong xuôi nè. Để chỉ việc mở lên thôi. Quá đã. Giờ đồ nó sẽ chạy rất là nhanh luôn á. Khi mình cho những cái phần đồ chạy vô là chạy ào ào liền. Giờ ta sẽ tiếp tục vô trong này. Mình sẽ cần phải có những cái smelter. Ở đây là làm lấy nguyên vật liệu làm luôn. Chứ không phải là làm lấy từ những cái chỗ đã xử lý rồi. Cho nên phải làm lại hết những món này là vậy á. Ủa đâu phải miner đâu, bấm lộn. Smelter. Miner gì giờ này nữa. Ta sẽ cần phải có cái smelter đặt ở đây. Ở đây giữa hai ô giống như nãy. Nghĩa là làm lại một cái chỗ giống như nãy luôn á. Rồi kéo này qua cái coi. Chính xác. Nhưng mà chỗ này nó sẽ bự lắm. Mấy cái con ốc là phải tính toán còn ghê gớm hơn nữa. Mình đã đổi chiều lại. Tại vì hồi nãy để phía bên đây á, nhìn nó hơi kỳ. Cho nên mình sẽ đổi chiều lại. Ta sẽ cho đầu vô bên đây, đầu ra bên kia. Và ra nhà kho ở đầu ngoài này. Cái quan trọng là nhà kho ở đầu ngoài đó đó. Chứ chạy vô đây mất công lắm. Giờ mình sẽ cần phải gom nó lại. Chúng ta sẽ gom bất chờ. Gom nó. Thì gom đầu vô nó sẽ ra đây. Để sát vào đây luôn. Và mỗi một cái máy sản xuất được 15 cây sắt. Và 15 cây sắt nhân cho 4. Ta sẽ có tổng cộng là 60. 15 nhân 4 60. Rồi chạy qua đây. Kéo chỗ này ra. Nghĩa là cứ 4 nhà gom lại một lần. Và 60 thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ cần phải có 4 cái nhà này sẽ cần phải có 6 cái constructor nhỏ nữa. Để xử lý. Bỏ này đi. Thì xử lý. Tiếp tục. Ta lại phải thêm một cái lên đây. Đúng rồi, phải còn một cái trên đây nữa. Ở bên đây là splitter. Để chia ra. Chia ra đây. Giờ để bên đây luôn đi. Chỗ này thì mình sẽ cần phải để thêm một cái đầu như vậy. Ấy, chưa bấm. Để từ đây nó chạy lên đây, nó vô đây luôn. Nó sẽ không có cần phải đi bị dướng. Còn bên này hả? Bên này từ từ tính. Lát nữa đi cái phần băng truyền rồi tính. Vô trong đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Ra đây là chạy ra đây nè. Ra đây xong là phải có cái splitter nữa. Cần có cái constructor trước.
cái lại cái Flitter luôn đi, làm luôn. Em đó sẽ nằm ở chỗ này. Lấy cái constructor xuống, nhảy lên đây, nhảy lên đây, để cho nó chính xác. Và constructor đầu vô, đầu vô đây, sát luôn nha, sát luôn á, rất là sát. Rồi và đầu ra, à, chưa đầu ra, từ từ, bình tĩnh, constructor tiếp đi. Nó sẽ phải có mấy cái constructor ở đây, 6 cái. Và chỗ này còn dư được miếng, ok luôn. Rồi chỗ này sẽ có cái merger nè, để mệt nó lại. Merger đi ra đầu, đi qua bên trái, đi qua bên trái, để vô, để vô và để vô, ok luôn. Phải là do cái súng sơn mình đang chọn màu không ta? Đâu có đâu, sao nó ra màu tím tím kỳ vậy, sao nó ra màu tím, màu vàng với màu tím. Tím khoai môn mới chịu. Thôi kệ đi, lỡ rồi. Không sao, không sao. Mình đã hoàn thành xong được cái khu vực mà để ta gom đồ lại, rồi chuyển ngược về 4 cái container bên kia luôn. Tại vì nó sẽ sản xuất được rất nhiều. Chúng ta lấy con số là 40 x 3 là được 120. Thì ta sẽ chia vô đây á là 10 cây sắt. Thì ta sẽ có 6 cái là chung một cụm. Vậy là 60. Vậy là đủ luôn á. Không có dư, không thiếu, không cần phải overclock cái máy nào lên hết. Giờ bắt đầu công việc đi đường dây. Cái này rất là khủng hoảng luôn nè. Đầu tiên ta sẽ có đường dây cấp độ 1, từ đầu này qua đầu này. Tại vì không có cần thiết phải đi cấp độ cao, cấp độ 1 là đủ. Hả? Tại sao lại như vậy? Đừng có làm điều đó với tôi. Chơi khó nhau không? Thiệt tình luôn á, có chút xíu vậy thôi à. Rồi căng rồi đây. Căng rồi đây. Đầu này vô đây được không? Không. Invalid shape nữa mới chết đó chứ. Để vậy coi. Khoan, từ đây qua đây, không được. Từ đây vô đây càng khó nữa. Ủa, vậy mấy chỗ này có bị không? Bị là bị hết nha. Bị là bị hết. Tại sao em này không bị? À, tại vì cái này nó bị lệch. Đã phát hiện lý do vì sao. Trời ơi, có một cái bị lệch làm cho căng thẳng quá. Làm tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đập đi xe lại là khóc hận đó. Bây giờ mình sẽ cần có cái splitter để mình chia nó ra. Rồi đúng rồi đây. Đầu này sẽ sản xuất được 30. Cho nên không có cần phải chơi đồ xịn. Để vô, để vô. Và bởi vậy nó bị sai một cái là thấy hơi kỳ rồi đó. Tại vì hả, mình làm là chắc chắn luôn. Chỉ có xây lệch thôi, đỡ vậy đó. Mình lo ngại là lệch cái mớ bên đây nè. Cái mớ constructor á. Đó mới là phê nhất. Nhưng mà không sao. Rồi và mấy em này cũng sản xuất được chỉ có 60 thôi. 4 cái nhà sản xuất 60 nha. Một nhà sản xuất 15. Chúng ta đang nói số tổng. Rồi bây giờ vô đây. 15. Để vô thôi. Rất là đơn giản thôi. 4 cái. 4 cái mật chờ gom lại với nhau. Và nó sẽ đi lên trên. Chỗ này nó đi lên trên. Đó. Đi lên trên như vậy. Và bên dưới này. Làm đường này nọ hết luôn. Rồi mình gắn thêm qua thẳng đây được luôn không? Được luôn kìa. Thẳng qua bên đây luôn. Ok luôn. Vậy thẳng qua bên này luôn coi. Thẳng qua bên này luôn cũng ok luôn. Kéo một phát. Thích thì để cái này, còn không thì thôi. Để dành leo lên được.
là một đường luôn á. Chỗ này chỉ có tổng cộng là 60 thôi, có làm đồ xịn hơn cũng vậy. Rồi bây giờ nếu mà không cần thì bỏ mấy cái giá đỡ này, không cần đỡ cái conveyor belt lên, tại vì mình muốn là nó sẽ có chỗ đỡ, để lỡ nó dài quá thì mình không kéo được tới đây. Bây giờ có luôn rồi, khỏi lo, vô khỏi luôn bác tài ơi. Rồi vào đầu này chạy vô nha, 4 cái tiếp. 1, 2 nè. Đâu đây, 3 nè. Ê, ê, ê. Làm gì vậy? Tự nhiên đi đường như kỳ cục vậy. Đường thẳng không đi, cong cong quẹo quẹo mới chịu. Rồi và từ đây, từ đây ta sẽ chia vô trong này. Đó. Và chia vô trong này. Chạy qua đây. Đây chạy qua đây. Đây chạy vô đây. Tiếp tục còn đầu này nữa. Thì chỗ này nó chỉ có 60, mình chia như vậy là đủ, mình không có cần phải chia quá nhiều. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Conveyor belt cấp độ 1. Chia vô đây. Ở đây, ở đây nữa, ở đây nữa. Quên, quên. Ở đây là 40 mỗi phút. Thì 40 ở đây. 40 ở đây là đủ luôn á. 40 cái ra thành 80. Vậy cái này có thể là cấp độ 1 được nè, nếu muốn. Tại vì nó 40 ở đây chuyển 60 là vừa. Hả? Rồi giờ em này ở gần quá. Em này ở gần quá, cho nên phải lùi lại bớt. Muốn thì cho ở đây cấp độ 2 luôn đi. Qua mặt trước em ơi. Qua mặt trước. Qua cấp độ 2 luôn cũng được. Cấp độ 2. Từ đây chạy lên đây. Rồi và chỗ này. Chỗ này từ từ tính. Để gom lại trước đã. Tiếp tục, tiếp tục công việc. Đang đi mấy cái đường băng chuyền. Đây lên đây, đây lên đây. Đây đi qua. Ở đây nó gom lại 40, 40 là 80 rồi. Thành ra không có xài cái dây cấp độ 1 được. Ok luôn nè. Rồi bây giờ chỗ này, chỗ này đi lên nha. Đi lên. Và từ chỗ này ta cho đi lên. Và từ trên đây đi lên cao hơn. Đó. Cứ mỗi một lần đi ngang qua là nó sẽ lại đi cao hơn nữa. Em này đi lên phía ô phía trên đây. Em này đi ô phía trên đây. Cái đó bỏ đi. Số 4. Đầu này qua đây. Đầu này mình sẽ cho ra đây. Ủa gì vậy? Sao tự dưng mình bị di chuyển vậy? Tự dưng nó tự động di chuyển. Chắc tại dính cái băng chuyền. Ủa, ôi, khoan, khoan, khoan. Bậy quá. Bậy, 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 bậy quá. Thấy không? Hồi tôi bị quán rồi đó bà con ơi. Quán rồi. Cái này phải lên đây mới đúng. Là tại vì em này sẽ lên phía trên này. Chính xác. Em này sẽ lên trên đây. Và em trên đây sẽ lên cao hơn nữa. Đó. Mới bị quán xong. Giờ mình sẽ để cái này qua đây. Cái này lên đây. Và em này vô đây. Chúng ta có thể bỏ trên đó đi. Rồi và tại sao chỗ này mình phải cho nó ẹo qua, chứ không có cho nó đi thẳng vô luôn á. Là tại vì trên đây chúng ta xuống đây dễ, mà qua đây không được. Thành ra ta phải từ đây qua đây. Rồi từ đây xuống đây. Đâu rồi? Đây xuống. Hết luôn. Hết reinforce luôn. Hết reinforce lấy rồi. Chạy về thiệt nhanh. Thôi xài quá chừng xài luôn. Đường dây cấp độ 2. Và trong đó nếu tính thì cỡ nhiêu ta? 120 mỗi 123 nhà, 4 hàng là nhiêu? Giờ lấy reinforce coi. 4 hàng 480. Ủa hết reinforce luôn rồi. Mình đã có thêm được những cái reinforce play. Ta hãy mau chóng chạy qua và gắn vô. Chỗ này nhìn đã chưa? Rồi và ta đi coi một cái. Đầu tiên là phía trên này. Qua đây được không?
không được uống lượng quá. Phía trên này thì cần phải ưu tiên cho nó chạy vô trong đây. Đó, vậy là em này chạy xuống và chạy xuống. Rồi điện năng sao đây? Điện năng mới phê nè. Cấp điện vô và lấy cây súng phun màu ấy coi. Súng phun màu mình dự định là mình sẽ để ở đây. Mà thôi để 5 ô luôn chó đẹp. Lấy đây 5 ô luôn. Cho nó rộng, thoải mái. Đó. Và dài vậy, nhiêu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 và 7. 19 x 7. Khủng khiếp. Một khu vực bự thiệt bự. Để sản xuất được 480 con ốc mỗi phút. Với điều kiện là phải cung cấp cho nó 120 iron ore, nghĩa là quặng sắt. 120 nha, chính xác luôn á. Chính xác con số luôn. Và một cây ở đây. Chạy ra ngoài kia. Mình cần một cây ở đây nữa. Cái này chỉnh lại một cái. Đó, bỏ để lại một miếng. Rồi chỗ này. À khoan đi. Khoan. Tại vì ở đây chưa phải đường điện chính. Chắc phải để giữa đường quá. Đó là đường điện chính ha. Bỏ cái cột này đi. Bên đó ngừng chạy rồi. Để giữa đường đi để mình biết cái nào là đường điện chính, cái nào là đường điện phụ. Cột này chắc để bên đây một cây. Cái kia người ta cũng dời vô luôn. Tại vì đường điện mà mình có thể ngắt bỏ được từ đầu á, để nó không có còn chạy nữa, đỡ mất công. Để nó ở giữa đường. Rồi chạy tuốt qua đầu bên kia luôn. Thử coi. Tới bên đây. Tới bên đây. Cái cột này không có cần thiết. Ê, bậy bậy. Cái này không có cần thiết. Lấy. Đó. Và đường điện chính ở đây. Cái trụ phụ. Trụ ở giữa đi. Để thêm cái trụ nữa. Bây giờ là giờ khắc vô cùng căng thẳng. Tại vì mình bấm ra ngoài đó nên đặt thêm cái cột ngoài đó. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Rồi và giờ bên này. Cứ hai nhà là có một cây cột. Ở bên đây mình đã đấu điện xong. Giờ còn khúc này. Ta sẽ cần phải kéo điện. Từ đây. Mới 2 trên 4 mà hả? Tại vì á, 2 trên 4 là mới kéo được hai nhà. Còn sót lại nhà. Để coi. Để cái cột ở đây nếu mà không đẹp thì phải đem qua bên kia để. Để cái cột ngoài đây. Có cây cột điện. Và để leo lên trên đây luôn đi. Leo lên được luôn. Ở ngoài đây nếu mà mình muốn để cái cột điện nằm ở đây hả? Nằm trong này luôn. Hơi bị căng chút xíu. Và bây giờ mà chắc quốc đại luôn đi. Cần gì phải quan tâm đến chuyện mà xấu đẹp trong này nữa. Miễn sao có điện xài được rồi. Xấu đẹp gì. Quốc vô. Một cây. Rồi và kết nối cái này vô đây, cái này vô đây. Ở đây là cấp cho từng cái máy chỗ này nè. Từng cái constructor. Rồi và cái cột đó sẽ nằm tiếp tục ở bên này. Miễn sao để cho nó nằm ở giữa khu này cho vui là được. Rồi và kéo cái này vô bên đây. Để dễ kiểm soát. Vô đây và vô bên kia. Hết chưa? Ở đây là 4 cái connector rồi. Ok luôn á. 4 cái. Và một cây ở đây nữa. Để kết nối với em này. Vậy là xong xuôi á. Xong xuôi. Và bây giờ mình còn 19 cái hả? 19 cái để coi. Ở đây xài bao nhiêu điện. Cái đó mới là cái mình quan tâm. Mối quan ngại lớn nhất. Bao nhiêu điện sẽ được sử dụng ở khu này.
ta có thể kéo đường cục điện từ bên này cũng được nè. Có gì trong thời gian với hai tập mình sẽ sửa lại. Rồi chạy về coi, xa quá. Khu này bự quá. Đủ thỏa mãn những cái khao khát mà về... Đâu rồi? Ở đây là đủ thỏa mãn khao khát luôn á. Để có được cái gì là phải... Có là phải đã, phải một đống mới chịu nổi. Giờ mới 65 mà nha. Giờ mình sẽ cần phải đi lấy thêm bên đây. Chúng ta qua đây take on cái, và bên kia xử lý phát nữa. Rồi chạy chạy qua, chạy qua. Rồi giờ khắc nguy hiểm sắp tới rồi đó. Ủa khoan, ở bên này mấy em này còn chưa cấp điện nữa kìa. Phải cấp điện cho mấy em này nữa chứ, quên. Máy này của người ta chưa có điện nè ông ơi. Rồi để vô có điện cái. Điện nè, xong xuôi nha. Có điện hết rồi nha. Rồi organize vô đây. Đầu ra. Cần quá. Thêm cái đầu ra một cái. Và kéo xuống. Litter. Đâu rồi, đâu rồi? Tát vậy? Tát quá. Kéo cái storage container ra luôn. Để ở ngoài đó. Và lấy cái splitter lần nữa. Splitter. Splitter tiếp. Ta sẽ có 4 cái splitter. Và tới đây thì không cần splitter nữa. Từ đầu đó tới đây. Đầu này vô, vô trong kia. Bỏ bỏ. Rồi sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Ôi lại hết. Reinforce clay. Thiệt tình. Để mình đi làm reinforce clay thiệt nhanh cái. Reinforce clay tới đây. Cắn vô. Cắn vô. Nó không có thẳng hàng lắm, nhưng mà vẫn có thể gắn được, không sao. Ok luôn. Và từ đây thiếu 4 cái ông ơi. Thiếu 4 cái nữa. Ây da. Thiệt tình luôn á. Xa quá. Phải làm thêm mấy cái grab band bỏ ở bển mới được. Vô đây, vô đây. Ốc và bốc. Vô. Bỏ hết vô luôn. Vô đây, vô đây. Khoáng sản đã tới đây, hãy chạy đi. Và coi 600 MW có đủ để có thể kéo khu này không. Mình đang rất quan tâm chuyện đó luôn. 600 MW nha. No power. Ủa kỳ vậy. No power. Tại sao lại là no power? À, tại vì chưa có kết nối vô đây làm gì có power đâu mà xài ông ơi. Ở đây cũng chưa kết nối nữa nè. Kết nối vô. Rồi nhà máy than của mình có thể kéo nổi một đống này hay không? Ta coi nha. Ta đang cho nhà máy than hoạt động đúng với công suất mà mình mong đợi. Đó. Những cái iron rod nó xuất hiện rồi nè. Mấy cây sắt á. Và cây sắt đang trên đường đi. Oh yeah. Đường này chậm quá. Đi dài quá. Đi hơi dài một xíu. Thôi cái đó để nó tự chạy đi. Tới khi mà nó đã chạy nhiều rồi đó. Là nó sẽ dư ra nhiều lắm. Và để coi mấy cái đầu ở gần trước. Đó, cây sắt đã được đưa vô. Và chia vô chưa? Ủa, đi vô đi đâu rồi? Tôi chưa thấy nữa. Cây sắt đi vô đó, đó, đó. Thành phẩm đi ra rồi kìa. Thành phẩm đã xuất hiện. Cái đường ở xa nhất thì nó sẽ cần có chờ thời gian nha. Chưa có đi liền đâu. Và đã xuất hiện thành phẩm rồi nè. Leo lên, leo lên. Leo lên, leo qua luôn, nhảy xuống luôn. Và đây rồi, 480 con ốc trong vòng 1 phút. Nếu mà cung cấp đầu vô là 120 cái quặng khoáng sản. Cái này là dữ dội lắm á nha. Ví dụ khu bự thiệt bự luôn. Rồi cần phải làm một cái máy phát điện gì đó đi. Để cái này xuống. Biomass burner. Rồi thử coi. 110 mấy à.
À vậy là nó chưa chạy hết á, có thể chưa chạy hết á. Nên nó chưa có ra được cái con số. Nhưng mà nhìn sơ sơ là ít nhất cũng phải là 200 MW á. Chứ 100 mấy đâu có xi nhê gì. 100 mấy nó chưa đúng đâu. Và leo lên ngắm nhìn lại thành quả coi. Quá đã luôn chứ gì nữa. Đây là hệ thống để xử lý. Chỗ này mình sẽ có thể xử lý được để làm những con ốc. Chúng ta có chỗ để sản xuất những cây sắt, những tấm sắt và có con ốc. Đây là ba cái món cơ bản nhất á. Mà nó sẽ đạt được cái con số tiêu chuẩn, không dư, không thiếu, không cần phải ép xung cái máy nào lên hết trơn hết á. Nói tóm lại, mình đã có được 3 thiết kế để có thể tối ưu hóa việc sản xuất được miếng sắt, cây sắt và mấy con ốc. Còn bây giờ, mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye!